12 phong thủy nhân quả tốt để cuộc đời có nhiều phúc báo. Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Dạng Ngọc Nhân Sinh. Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân nói địa linh nhân kiệt nhất phương thủy, thổ dưỡng dục nhất phương nhân. Người phương Đông chúng ta đối với phong thủy có sự nghiên cứu thâm sâu. Các bậc thầy phong thủy nghiên cứu ra rằng mỗi vùng đất sẽ nuôi dưỡng ra mỗi kiểu người khác nhau, đặc biệt là các bậc cao tăng ẩn sĩ khi xưa thường chọn những danh sơn địa linh để cư ẩn. Và trên thực tế, phần lớn các danh sơn trên thế giới đều có các bậc tu hành cư ngụ. Một người có thể tìm được cho mình một khu vực phong thủy tốt để sinh sống sẽ hỗ trợ phần nào tương sinh với vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo về phong thủy thì phong thủy sẽ là nghiệp. Đạo Phật nói là các pháp do nghiệp sinh ra, có nghĩa là các nguyên nhân bên trong và bên ngoài là yếu tố đủ để sự vật xuất hiện. Phong thủy là nguyên nhân bên ngoài, còn nhân tâm là nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên ngoài thông qua nguyên nhân bên trong mà biểu hiện ra. Vì vậy phong thủy phát huy vai trò của nó thông qua tâm thế của con người. Vai trò của phong thủy tùy thuộc vào lòng người. Nếu bạn là người có phúc thì nơi ở của bạn nhất định chính là phúc địa. Nếu bạn ở nơi không phải là vùng đất phúc thì đất cũng trở nên có phúc. Phong thủy cũng là một loại số mệnh, cần phải tìm lành tránh dữ, cần phải tìm được phúc đức. Đức mỏng phong thủy bị thất thoát và đức dày phong thủy tụ lại. Phong thủy bồi dưỡng con người, hãy ghi nhớ và nuôi dưỡng thật tốt 12 phong thủy sau đây để cuộc đời luôn nhận phước báo. Điều thứ nhất là thường cho đi thì phúc báo sẽ ngày càng nhiều. Người xưa có câu hành thiện tối nhạc, làm việc thiện là vui sướng nhất. Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ, khi chúng ta làm bất kể việc gì không tốt thì trong lòng sẽ thấy bất an, không vui vẻ nổi, nội tâm cũng không thoải mái. Còn nếu làm việc thiện không vì điều kiện gì thì trong lòng chúng ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của sự cho đi. Người xưa từng nói, chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì chúng ta cho đi. Dân gian ta cũng có câu, xởi lỡi trời cho, so đo trời lấy. Ăn ở rộng rãi cởi mở với mọi người thì sẽ gặp nhiều may mắn. Ăn ở keo kiệt ích kỷ hẹp hòi thì sẽ gặp nhiều trắc trở khó khăn. Cho đi là một sự khoái hoạt vui vẻ, bởi vì cho đi không phải là hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là một niềm hạnh phúc, bởi vì cho đi càng có thể khiến tâm linh mình tốt đẹp. Nếu có thể hãy nguyện ý cho đi nhiều hơn. Điều thứ hai là thường biết ơn thì thuận lợi sẽ ngày càng nhiều. Cổ nhân có câu thi ân mạc niệm, thụ ân mạc vong. Tức có nghĩa là người làm ơn cho người khác, việc gì có thể không cần ghi nhớ trong lòng, nhưng người mang ơn thì chắc chắn lại không thể quên ơn nghĩa kia. Cũng có câu rằng tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Nghĩa là sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước, cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân. Có người từng nói, đối với mỗi bát cháo ta hút và mỗi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc của người nông dân trồng nên chúng. Đối với từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, ta phải nghĩ về công lao của những người dệt nên chúng. Thường xuyên tâm niệm lòng biết ơn chính là thể hiện của tâm tính lương thiện. Người có lòng biết ơn, biết yêu thương, mọi việc đối với họ, từng hành động, từng con người, từng hoàn cảnh xảy ra đều đáng trân trọng. Họ dành tặng cuộc đời một tấm lòng biết ơn như thế, và cuối cùng đời đền đáp họ bằng món quà thành công. Điều thứ ba là thường giúp đỡ người khác thì càng có nhiều quý nhân phù trợ. Có người từng nói, một người cho đi quá ít nhưng lại yêu cầu cho bản thân quá nhiều thì người đó thật tồi tệ. Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui là mang trong mình nghĩa vụ đạo đức. Chủ động giúp đỡ người khác một cách vô tư, qua đó cảm nhận niềm vui và niềm hạnh phúc. Có ai đó đã nói rằng có ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện, đó là quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác, chính là người mang đức tính của lòng tốt. Con người có lòng tốt giúp rèn luyện một phẩm chất tốt đẹp. Khi biết yêu thương đồng cảm, cùng chia sẻ khó khăn với mọi người xung quanh là lúc con người ta ý thức được về giá trị của cuộc sống,
biết tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, sống đúng chất một kiếp người. Và cũng chỉ những người tràn đầy nhiệt huyết vui vẻ, giúp đỡ người khác mới được báo đáp nồng hậu, lạc phúc lâu dài. Điều thứ tư là thường phàn nàn thì những rắc rối sẽ ngày càng nhiều. Người ta thường nói trên đời có 8-9 phần là những điều không vừa ý. Cuộc sống vô thường có một số việc, dù có bỏ bao công sức cũng luôn khó đạt được như ý. Có thể trong lúc tức giận, trong tâm bạn sẽ oán trách số phận không tốt và ông trời không công bằng. Bạn sẽ phàn nàn lòng người không thể lường trước và bản thân quá ngu ngốc. Cuối cùng mới phát hiện ra tất cả oán giận trách móc phàn nàn không những không giúp được gì mà còn làm tăng thêm khổ nạn. Trong cuốn gia thư của mình, Tăng Quốc Viên đã viết: tôi đã thấy những người phàn nàn quá nhiều trong những bạn bè của mình, và sau đó họ càng ảm đạm hơn. Phàn nàn chính là liều thuốc độc phá hủy ý chí, tiêu tan nhiệt huyết, cản trở cuộc sống và ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Thay vì than trách số phận, chi bằng hãy thay đổi số phận, cải thiện cuộc sống, tốt hơn là than trách cuộc đời. Điều thứ năm là biết đủ hạnh phúc sẽ nhiều hơn. Tại sao lại có những người sống rất mệt mỏi? Bởi vì thứ họ mong muốn quá nhiều. Cổ nhân cho rằng người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Người biết thỏa mãn với mọi thứ đang có sẽ cảm thấy như đang sống sung sướng trong chốn tiên cảnh. Người mà không biết hài lòng sẽ không thoát khỏi cảnh giới phàm tục. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng, và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng và lòng tham của bản thân. Vì vậy người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Lão Tử giảng: không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được. Cho nên biết cho rằng mình đủ sẽ luôn luôn đủ. Đạo lý biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Điều thứ sáu là thường trốn tránh thì thất bại ngày càng nhiều. Nhà hiền triết Trang Tử đã từng kể một câu chuyện như sau. Có một người nhát như cấy. Một lần anh ta vô tình nhìn thấy cái bóng của mình, rồi nghĩ rằng nó là một con quỷ nào đó đang quấy phá. Anh ta liền bỏ chạy vì sợ hãi. Càng chạy, cái bóng càng đuổi theo, và cuối cùng anh ta chết vì kiệt sức. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có thuận cảnh thì cũng có nghịch cảnh. Ai cũng đều sẽ tìm thấy cái bóng của mình dưới ánh mặt trời. Trong dòng xoáy của cuộc đời, mỗi người đều luôn phải đối diện với vô vàn khó khăn. Lúc ấy niềm tin và sự lạc quan chính là chìa khóa giúp bạn vươn lên trong cuộc sống. Người thành công giỏi chịu đựng, người thất bại chỉ biết chạy trốn, càng trốn tránh đời càng mòn hơn. Người thắng lợi trong cuộc sống không phải là những người từng trải qua mưa sa bão táp trong truyền thuyết, cũng không phải là người trốn tránh đợi gió bão đi qua. Người chiến thắng thực sự là người dám nhảy múa trong giông tố, ca ngợi cầu vồng đằng sau mỗi đám mây đen. Điều thứ bảy là thường chia sẻ thì sẽ ngày càng có nhiều bạn hơn. Đối với mỗi cuộc đời con người, sự sẻ chia trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết. Sẻ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim. Sự đồng cảm và tình yêu thương được thể hiện khi ta biết quan tâm lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Sự sẻ chia giúp con người xích lại gần nhau hơn. Tình cảm giữa con người với nhau trở nên khăng khít hơn. Một con người biết trao đi yêu thương sẽ là một người hoàn thiện về nhân cách, được mọi người xung quanh yêu mến kính trọng. Hơn nữa khi ta biết sẻ chia lắng nghe, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp, bình yên và thanh thản hơn. Điều thứ 8 là thường tức giận thì bệnh ngày càng nhiều. Trong sách Hoàng đế Nội Kinh có một đoạn viết về nguyên nhân gây bệnh như sau. Phu bách bệnh chi thí sinh giả, bất khởi du táo thấp, hàng thứ, phong vũ, âm dương, hỷ nộ, ẩm thực, hư xứ. Có nghĩa tạm dịch là bách bệnh ngoài tác động của thiên nhiên như nóng lạnh, mưa gió, từ yếu tố bên ngoài như ăn uống, nơi ở, thì nó còn xuất phát từ chính cái khí, tức cảm xúc, tinh thần bên trong của mỗi người. Chẳng hạn như kinh ngạc thì khí loạn, lao lực thì khí hao, tư, ưu tư sầu muộn thì khí kết. Chỉ một câu nói hết tận nguyên nhân bệnh tật của con người. Cũng bởi tức giận gây ra rất nhiều vấn đề cho cơ thể, nên việc cần làm đầu tiên hàng ngày
đó là duy trì trạng thái không tức giận. Cái gọi là không tức giận không phải là kìm nén cơn tức ở đó trong lòng, mà là tu dưỡng cả tâm và thân thể. Mở lòng rộng ra, hoặc tìm một tín ngưỡng nào đó giúp cho bạn khi đối diện với những vấn đề nhân sinh không vừa ý với mình, có thể mở rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của đối phương, làm cho bản thân không có sự tức giận trong đầu. Nếu môi trường làm việc và sinh hoạt làm bạn không thể không tức giận, vậy thì chỉ có cách thay đổi môi trường khác. Điều thứ 9 là thường chiếm đoạt thì nghèo khổ sẽ gia tăng. Người chiếm tiện nghi của người khác nhất định có hai nhược điểm là tham lam và thiển cận. Chiếm tiện nghi ở đây ý muốn nói đến việc chỉ muốn hưởng lợi, trong khi chi phí người khác phải chịu. Không bỏ ra sức, nhưng lại chỉ muốn hưởng sung sướng, hưởng thành quả. Một khía cạnh khác, chúng ta cũng có thể hiểu, chiếm tiện nghi là kiểu người sống khôn lõi, mà người khôn lõi thường không bao giờ cam tâm tình nguyện từ bỏ công sức ra làm việc, chỉ nghĩ đủ chiêu trò để thu lợi, làm tiền trên công sức của người khác. Thậm chí họ còn bất chấp tất cả, không biết nghĩ cho đối phương, chỉ quan tâm đến chính bản thân, từ những lợi ích lớn lao cho đến những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt như con kiến. Nhưng họ nên nhớ rằng người khôn lõi một thời nhưng hại cả đời, khiến vận may và phúc báo của bản thân bị hao mòn. Bạn bè xa lánh, không nhận được yêu thương thật lòng, làm gì cũng sôi hỏng bỏng không, chẳng được nguyên vẹn toại ý. Của bất chính sẽ chẳng thể bền lâu, sống quá khôn lõi sẽ tự tay bóp chết tiền đồ của bản thân. Điều thứ 10 là thường bố thí tiền tài thì phú quý ngày càng nhiều. Bố thí chính là cho đi. Định luật này nói rõ một điều rằng khi một người bố thí bất luận thứ gì thì cuối cùng nó sẽ trở về với người ấy. Ví như một người bố thí tiền tài và vật chất thì cuối cùng người ấy sẽ được hồi báo tiền tài vật chất theo cấp số nhân. Khi một người cho đi niềm vui và sự chân thành thì người khác cũng sẽ trả lại cho người ấy niềm vui và sự chân thành gấp bội. Ngược lại, nếu một người gây cho người khác sự bất an, oán hận đau buồn thì tương lai người ấy cũng sẽ nhận lại được những điều tương tự. Vì vậy hãy sẵn sàng cho đi tình yêu thương chân thành và những điều tốt đẹp. Khi ấy dù chúng ta không cầu báo đáp thì định luật của vũ trụ cũng tự động đền đáp trả cho chúng ta gấp bội lần. Điều thứ 11 là thường hưởng phúc thì đau khổ ngày càng nhiều. Phúc đức của đời người tưởng là vô hình nhưng lại tồn tại chân thực. Vậy nên cuộc sống cần phải tích phúc, tích đức, đừng nên dại dột hủy hoại mất nó, kẻo có ngày mang họa. Người xưa nói, phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí. Tức là, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa. Phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Vì vậy cổ nhân đề cao nguyên tắc phúc bất tận hưởng, không được mặc sức hưởng thụ phúc, tránh để tiêu hao hết phúc báo của bản thân. Văn hóa truyền thống còn cho rằng mọi phúc báo trong cuộc đời của một người là từ đức mà ra. Cho nên, nếu một người hưởng hết phúc mà không hành thiện tích đức thì tai họa sẽ đến ngay lập tức. Quyền thế lại càng là một loại cám dỗ, khiến người ta nhanh chóng tận diệt phúc phận của mình. Và điều thứ 12 là thường học hỏi thì sẽ ngày càng trí tuệ hơn. Có câu, tri thức là sức mạnh. Chúng ta không chỉ cần trau dồi kiến thức để trở nên mạnh mẽ và quyền lực hơn, mà còn nên cải thiện cuộc sống ở mức độ sâu sắc hơn. Những người thông minh nhất thường sẽ không khoe khoang về trí thông minh của họ, không coi thường người khác chỉ vì thiếu hiểu biết, và họ sẽ tiếp tục tự giáo dục chính bản thân mình. Trong một thế giới ngày càng mở rộng, một người không thể biết tất cả mọi thứ, nhưng hiểu được sự thay đổi liên tục và luôn duy trì nhu cầu tiếp tục tìm hiểu về thế giới xung quanh, chúng sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Cổ nhân nói, dùng đồng làm gương soi, có thể giúp chỉnh tề trang phục. Lấy lịch sử làm gương soi, có thể quan sát thấy sự thành bại thịnh suy. Lấy người làm gương soi, có thể biết rõ chỗ hay chỗ dở của mình. Từ xưa đến nay, rất nhiều người thành đạt trong sự nghiệp đều có nguyên nhân là biết học tập điểm mạnh của người khác và sửa đổi chỗ thiếu sót của mình. Rất nhiều người thất bại cũng là bởi vì đố kỵ, ghen ghét với người. Nếu một người có thể thường xuyên giao lưu với người có tài năng và đức hạnh, không ngừng học hỏi điểm mạnh và xét lại thiếu sót của mình, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thì lâu dần họ sẽ ở trong bất tri bất giác, khiến phẩm đức và tài năng của mình
tăng lên trở thành một người ưu tú. Từ sự sống đến cái chết còn bao xa? Chỉ ngay trong hơi thở. Từ mê đến giác ngộ còn bao xa? Chỉ trong một ý nghĩ. Từ yêu thương tới hận là bao xa? Chỉ ngay giữa vô thường. Từ xưa đến nay cách bao xa? Chỉ giữa nói và cười. Từ bạn đến tôi là bao xa? Chỉ ngay ở sự thấu hiểu của thiện lương. Từ trái tim đến trái tim là bao xa? Giữa trời và đất. Từ thần tới tôi là bao xa? Giữa những lần thức tỉnh. Mộng không nên quá sâu, nếu mê sâu khó thanh tỉnh được. Lời không nên nói quá nhiều, nói nhiều khó linh hoạt. Điều chỉnh không thể đặt quá cao, cao thì khó hòa âm. Sự việc đừng làm quá tuyệt đối, nếu tuyệt đối khó tiến thoái. Tình đừng lún vào quá sâu, nếu quá sâu khó giải thoát. Lợi đừng quá coi trọng, nếu quá nặng khó có thể sáng tỏ chí hướng. Hãy ghi nhớ và nuôi dưỡng 12 phong thủy nhân quả chúng ta vừa nghe qua, để cuộc đời luôn được hưởng lạc phúc lâu dài. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Quý vị thân mến, xin hoan hỷ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất của Dạng Ngọc Nhân Sinh. Quý vị yêu thích trang sức phong thủy, xin cùng theo dõi kênh Dạng Ngọc Đá Phong Thủy. Đây là kênh thứ hai của tôi. Mọi thông tin tôi xin để trong phần mô tả của video hoặc đính trên phần bình luận. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.